thưa quý vị hiện nay hoạt động xuất khẩu của tỉnh có bước phát triển đáng kể các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp ngày càng nhiều và đa dạng hóa được các mặt hàng xuất khẩu tăng dần quy mô và thị trường xuất khẩu theo đó, các mặt hàng xuất khẩu đa dạng và chuyển dần từ nhóm hàng nông sản sang nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo. Chất lượng sản phẩm xuất khẩu được cải thiện và nâng cao tính cạnh tranh. Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 83%, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chiếm 17%. Ước năm 2022 sẽ đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 100% kế hoạch, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Đến nay, Long An đã xuất khẩu đến hơn 110 quốc gia và dùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các sản phẩm hàng hóa của tỉnh xuất khẩu như gạo, hạt điều, thủy sản, thanh long, chanh không hạt, dày da, sản phẩm dệt may, sản phẩm cơ khí, sản phẩm điện, điện tử, bình ắc quy, máy móc thiết bị nông nghiệp, sản phẩm dựa đã xuất khẩu vào các thị trường đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng như thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hàng năm tỉnh đều xuất siêu xuất khẩu đa dạng mặt hàng nông lâm thủy sản, dệt may, giày da, cơ khí sắt thép, ắc quy và nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.